Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn món ăn từ ốc bu nha các bạn. Ở đây ốc bu mình ngâm đã được một đêm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch nha các bạn. Sau khi đã rửa sạch mình để vào chảo mình sẽ luộc nha các bạn. Mình để một xíu nước vào mình luộc và nó sôi lên, các bạn xem ốc nó vừa mở cái mặt ra là được nha các bạn. Mình luộc nó vừa chín tới được rồi, để cho ốc mình nó được mập đó các bạn. Rồi mình sẽ đổ ốc ra, mình để đây cho nó nguội nha các bạn. Mình nặn vào đây hai quả tắc để mình sắt cái chuối cây nha các bạn. Bữa nay mình nấu ốc với chuối cây cho nên mình sẽ sắt chuối cây. Mình sẽ sử dụng nửa cái chuối cây thôi các bạn. Cái này mình sắt vừa vừa, không không cần mỏng quá nha các bạn. Mình ăn rau ghém thì mình mới cần mỏng, còn cái này mình nấu canh cho nên mình không có cần phải mỏng nha các bạn. Mình sắt dày dày là được các bạn. Rồi mình đã sắt xong rồi các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ nặn vào đây hoài quả tắc để mình lấy cái nước cốt đó các bạn. Lát mình sẽ nấu canh các bạn. Rồi, ốc mình cũng đã nguội, mình lễ mình gỡ cái bên hông nó, nhầm con nó có sình thì mình gỡ ra nha các bạn. Cái này mình ngâm được đêm mình nó cũng bớt sình phân của nó nha các bạn. Các bạn coi con nào nó có phân thì mình sẽ gỡ ra. Ở cái bên hông các bạn, con này nó còn nè, mình gỡ bỏ. Rồi sau khi mình lễ xong rồi các bạn, mình sẽ rửa ốc cho sạch nha các bạn.
Rồi sau khi phi tỏi rồi mình để nước vào cho nó sôi rồi mình nêm vào đây muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Lại 1 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Rồi mình để cái chén nước cốt tắc vào luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho ốc và chuối cây mình đã sắc vào luôn nha các bạn. Rồi để cho cái món canh chua của mình nó được thơm, mình sẽ sắc một ít lá quế mình bỏ vào nha các bạn. Qua đây nồi canh chua mình đã xong rồi các bạn ơi, mình đem qua tô mình ăn thôi. Cái món ốc mà đem đi nấu với canh chua như thế này các bạn, ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Bạn nhìn rất là ngon luôn. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn. Các bạn xem video nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.